Xin kính chào quý các anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú, các anh chị và các bạn đến với kênh Trẻ Em Sài Gòn. Hôm nay là ngày thứ bảy. Hôm nay là thứ bảy của tháng 5 năm 2019. Thì hôm nay mình xin chia sẻ cái chủ đề đó là về làm YouTube thì chúng ta có cần để ý đến sức khỏe và hạnh phúc gia đình hay không? Các anh chị. Dạ. Hôm nay thứ bảy thì mình đang đi cùng với ông xã mình sau khi đưa hai bé đi học trung tâm, thì mình đang cùng với ông xã của mình vào quán cà phê Trung Nguyên. Đây là ly cà phê Trung Nguyên các anh chị. Bây giờ Trung Nguyên đầu tư rất là tốt về mẫu mã cũng như sản phẩm, rất quan tâm đến sức khỏe cũng như là bảo vệ môi trường. Ví dụ như ống hút mình không có mang ra đây, nhưng các anh chị biết không, ống hút đang sử dụng trong cà phê Trung Nguyên là ống hút được bằng giấy, quấn bằng giấy, và uống mình thấy chất lượng nó cũng như ống hút thường, tức là cái độ tiện lợi vẫn như ống hút thường, chúng ta vẫn uống được và nó không hề có mùi nhựa, rất là tốt. Và khi mà chúng ta dùng cái ống hút đó thì nó dễ phân hủy và thấm vào đất, chứ không có như ống hút nhựa là sẽ tồn tại lại và khiến cho chúng ta bị ô nhiễm môi trường. Còn mình thấy ngoài ra ở Trung Nguyên hiện nay những cái món, những cái thức uống cà phê thì giúp cho chúng ta tỉnh táo, khơi dậy được sự sáng tạo cho chúng ta. Ngoài ra còn những thức uống khác, ví dụ như là chanh dây xả tắc, chanh dây xả, rồi nước tắc xay đó, rồi chanh muối. Tất cả những món nước uống mình thấy rất là tốt để thanh lọc cơ thể. Dạ. Vậy thì quay lại chủ đề là khi chúng ta làm YouTube, chúng ta có cần để ý đến sức khỏe và hạnh phúc gia đình hay không? Thì cá nhân em thấy rằng là trong những ngày qua, em là người mới làm YouTube được từ Tết tới nay, và hiện tại là em đang phấn đấu để đạt cái mức đầu tiên, đó là 1.000 sub và 4.000 giờ. Thì nhất là cái thời gian đầu khoảng dưới 300 sub là rất là bị hoang mang và rất lo lắng. Thời gian đó là bị hoang mang về kỹ thuật, bởi vì mình chưa biết gì nhiều, mình chưa biết kỹ thuật gì nhiều, và mình cảm thấy lo lắng bởi vì quá nhiều luật ra và sợ làm cái này làm cái kia bị đụng luật này đụng luật kia, đụng tới đâu là luật. Nhất là hồi đó em mới làm thì cũng bị về cái mảng là nhạc, đăng đi trong quán cà phê đăng bài lên thế là bị dính nhạc, cũng bị nhắc nhở thì cũng lo lắng. Thì đó là khoảng thời gian đầu là cày một ngày 2-3 video và rất là dễ dính lỗi, và ngoài ra phải học thêm kỹ thuật nữa. Thì thời gian đó là thời gian để thu thập kiến thức và để làm quen với cái mới, cho nên khá là vất vả. Cho nên thời gian đó em cũng bị đau lưng rất là nhiều. Vậy thì vấn đề chúng ta cố gắng để chúng ta đạt được cái đích đến, nhưng mà hãy luôn để ý tới sức khỏe anh chị. Chúng ta cố gắng luôn luôn giữ sức khỏe của mình, bởi vì sức khỏe là một điều trân trọng nhất. Nhưng mà ý em ở đây là chúng ta cân bằng, chúng ta cố gắng làm sao chúng ta xếp lịch để cân bằng được giữa công việc, giữa niềm đam mê và sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Đó là điều tuyệt vời nhất. Ví dụ như thời gian đầu mới học để làm YouTube, đầu tư kiến thức, thì có thể chúng ta ưu tiên hơn cho cái việc học đó, thì chúng ta hơi sao nhãng sức khỏe, hơi sao nhãng gia đình một chút xíu. Nhưng ngay sau đó chúng ta phải phục hồi lại liền, phải quan tâm gia đình, phải luôn luôn thấy cái mảng nào yếu là phải kéo lại liền. Cho nên em là làm gì thì làm, thứ bảy chủ nhật cũng luôn dành thời gian để, nhất là ngày chủ nhật là dành thời gian với con. Và dù là em rất là bận, vừa đi làm vừa lo con, rồi vừa làm YouTube, rồi vừa đi, ví dụ như lúc nào mà có tiền thì cũng đi tìm mua đất. Mặc dù mình rất là bận vậy, nhưng mà em đều thứ bảy, đa số là những buổi sáng thứ bảy em đều cố gắng, em đều sắp xếp hai vợ chồng em đều sắp xếp để lên công ty hỗ trợ với ông xã, làm được cái gì thì làm. Ví dụ chỉ cần em ngồi em nghe ảnh chia sẻ về những ý định dự định kinh doanh, hoặc là nghe ảnh chia sẻ về ảnh đang tuyển dụng bạn này bạn kia, chỉ cần nghe như vậy thôi là em cũng
là mình biết được mình sẽ gìn giữ hạnh phúc gia đình, nhất là các chị gái. Em dạ thì tản mạn cái buổi sáng hôm nay thứ bảy là chia sẻ là chị em chúng ta, nhất là các anh cũng thế, các anh bôn ba, các anh đi làm các anh rất là cực, và vậy mà có những anh bôn ba đi làm suốt cả ngày như là anh Hoàng Lâm á, anh chạy xe buýt rất là cực, vậy mà anh vẫn rất là thành công và anh chạy rất là nhanh, băng băng tới đích luôn. Hoặc là như những chị đẹp hả, làm YouTube rất là hay mà vẫn song hành được với chồng, thì em thấy những điều đó rất là tuyệt vời. Chúng ta hãy giữ sức khỏe, hãy dành thời gian. Như bây giờ em đang lên kế hoạch là thứ hai tuần sau em sẽ bắt đầu học yoga lại. Em cũng học yoga được 2 3 tháng xong rồi bận quá tạm ngưng ngưng, nhưng mà mình cho ngưng để học YouTube và mình làm những cái việc khác nữa chứ không phải chỉ học YouTube. Ngưng một thời gian và bây giờ em quyết định là quay lại tập trung cho sức khỏe nữa. Tức là YouTube mình cũng đã có một cái thói quen rồi, nó cũng tạo thành một cái thói quen rồi, mình cũng ổn ổn định rồi, thì bắt đầu mình quay mình lo cho sức khỏe, lo cho gia đình thêm. Mỗi thời điểm em sẽ ưu tiên một cái cao nhất và cố gắng cân bằng những cái còn lại. Sẵn đây á, em cũng chia sẻ với cả nhà là tối hôm qua em cũng có một anh ảnh cũng muốn, tại vì em đang phấn đấu trên con đường tới tự do tài chính á. Có rất là nhiều bạn trẻ họ đã đặt ra mục tiêu tự do tài chính và các bạn nó đã thành công rất là nhanh, còn em thì bây giờ em mới sau khi em học khóa bất động sản của thầy Lâm thì em mới nghĩ tới cái, mới được thầy giới thiệu, nghe thầy nói và bắt đầu mình mới nghĩ ra cái cụm từ là tự do tài chính về thu nhập thụ động, và từ đó em mới đang trên con đường để phấn đấu đến tự do tài chính. Thật ra em chưa có kinh nghiệm về mảng này nhiều đâu các anh chị, cho nên các anh chị nào mà có kinh nghiệm về tự do tài chính đó, các anh chị góp ý giúp em. Hiện tại thì em chỉ mới làm về thu nhập đó, thì chủ yếu là về từ thu nhập em đi làm mảng IT về bên kiểm thử phần mềm đó. Còn hiện tại em cũng chưa đầu tư gì nhiều ngoại trừ là mua 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 đất ít ít thôi. Tại em cũng là dạng lính lát mà đi làm kiếm tiền để dành vay thêm mua đất, thì em thật sự em mới chỉ có kênh là về kênh mua đất và đi làm thu nhập hàng tháng, và giờ em làm thêm YouTube để thêm thu nhập, thêm tiết kiệm, thêm đầu tư nhanh đạt tới tự do tài chính. Thì em mới nghĩ là để mà đạt được những cái thu nhập tự động thụ động á, hiện tại em chưa có cái khái niệm về nó luôn. Để mà đạt thu nhập thụ động thì em mới nghĩ ra là chắc cuối năm nay em sẽ ráng em vay mượn tiền để em xây một cái dãy nhà trọ. Là em nghĩ là nếu như em vay khoảng 700 triệu thì mỗi tháng em sẽ trả tiền lời khoảng 5-6 triệu. Thì nếu như xây xây cái dãy nhà trọ khoảng 5 nhà khoảng 10 thì được khoảng 14 triệu, trừ đi khoảng 5-6 triệu tiền ngân hàng thì cũng còn lời ra khoảng 8 triệu. Thì em nghĩ đó có thể là một cái khoản thu nhập thụ động mà em có thể em học hỏi. Thì em đang tính là chắc em sẽ làm như vậy. Em đang tính chắc cuối năm sẽ làm như vậy. Nhưng mà còn để mà đạt thu nhập thụ động như các anh chị thì em không biết các anh chị có làm những cái mảng nào khác hay không. Em đang không biết các anh chị có kinh nghiệm gì về về thu nhập thụ động á, các anh chị có thể gieo hạt phục giúp em với. Như như hôm bữa em gặp bạn thân của em á, mà ổng bây giờ ổng thu nhập gấp mấy lần em. Đi từ ăn lương thôi cũng gấp mấy lần, chưa kể những cái khoản thu nhập thụ động của ổng. Thì ổng đi làm ăn lương xong ổng làm YouTube rồi ổng làm trang web. Và ngoài ra ổng có nói với em là ổng có mua thêm 2 cái xe xe chở hàng á, xe chở hàng. Hùng vốn với bạn mua thêm 2 xe chở hàng. Thì chia lợi nhuận chia cùng anh em cùng chia lợi nhuận với nhau. Đó.
thì cái đó là thu nhập của bạn, để giúp cho bạn được thu nhập thụ động. Còn em thì hiện tại em chưa có mảng nào hết. Các anh chị mà có mảng nào á, các anh chị các anh chị chỉ dạy cho em sẽ em luôn luôn học và cố gắng hành, giống như anh Lâm, anh Hoàng Lâm 5 năm, anh Hoàng Lâm 5 sao nói em học là phải hành đi, đừng có học để đó. Rất là hay, rất là hay. Dạ. Em cũng đang phấn đấu để đạt tự do tài chính. Mong các anh chị chỉ dạy. Và hiện tại em đang nuôi YouTube và sẽ cố gắng hoàn thành YouTube theo cái kế hoạch hiện tại của em. Và cũng mong là chúc các anh chị chúng ta làm YouTube thì nhớ, luôn luôn nhớ, không cần biết là có đạt tự do tài chính hay không, cũng không quá quan tâm tới tiền bạc, mà cái điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe và hạnh phúc gia đình. Là các hôm trước em chia sẻ là để mà chúng ta thành công với YouTube thì chúng ta cần có kiến thức, cần có đội nhóm. Nhưng mà bây giờ để mà đạt được độ sự yên bình trong sự yên bình cho chúng ta thì cái quan trọng nhất vẫn là sức khỏe và gia đình. Hai cái đó luôn ưu tiên trước. Đó, và chúng ta làm song song, chúng ta cân bằng giữa ba thứ. Như thầy của em có dạy là phải cân bằng thân, tâm, trí. Thân mình phải khỏe mạnh. Thân mình khỏe mạnh thì mình có thể kiếm ra được gấp 5, gấp 10. Đó, còn mình không có sức khỏe rồi thì mình sẽ lấy gấp 100, gấp 200 mà cũng lấy tiền của gia đình. Phải bán đất, nhiều người phải bán đất đai đi để chữa bệnh tật, rất là khổ. Rất là thương. Thân tâm trí, thân á, là sức khỏe mình phải có. Tâm á, là mình phải có cái đạo đức. Cái tâm mình phải thiện, cái tư duy mình phải tốt. Luôn có lòng biết ơn và có tư duy tốt, gieo hạt lại cho những anh em khác. Và trí là cái trí mình phải sáng, tức là mình phải có kiến thức. Mình phải có kiến thức. Nhiều anh em thấy em thì hay tin lắm, cho nên là ai chỉ gì em cũng nhào vào. Nhưng mà nhào vào một hồi em mới bắt đầu em suy nghĩ xem là cái hướng đó có đúng hay không. Thì em thấy cũng có một số anh em là đang lao vào vội vàng quá, mà mình chưa có kịp cập nhật kiến thức. Thì em nghĩ kiến thức quan trọng trước đã các anh chị ơi. Mình phải coi cái đó làm có đúng hay không, có vi phạm luật hay không. Tìm hiểu kiến thức đó đã. Rồi hả, nhiều anh chị vội vàng tự do tài chính á, cái nhiều anh chị lao vào đi đầu tư chứng khoán, rồi đi đầu tư về tiền tệ, rồi về kinh doanh forex được tùm lum hết. Nhưng vấn đề là nếu mà chúng ta không có kiến thức, chúng ta rất dễ chết. Và em thấy để mà tự do tài chính á, em cũng suy nghĩ qua các cái kênh mà em biết ở trên mạng á, lên mạng search là sẽ thấy rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta phải tỉnh táo để chúng ta xem những anh chị đã làm thực tế rồi, những cái kênh đó có hiệu quả hay không. Cái kênh về đất đai bất động sản thì em thấy là ổn nhất, ok nhất. Nhưng mà chúng ta cũng phải có thầy, có đồng đội để dạy cho chúng ta những cái kiến thức ban đầu. Hoặc là có anh chị nào đó có kinh nghiệm, hoặc là người nhà mà có kinh nghiệm dạy cho mình. Còn em thấy về chứng khoán, hồi xưa em đã từng chơi chứng khoán. Thì em thấy cái mảng đó là dành cho những đại diện, những ông lớn. Mảng chơi chứng khoán mình còn con mình vô chết luôn. Ý em không đến nỗi chết, nhưng mà nó không lời bao nhiêu, nó mất thời gian của mình lắm. Chứ nó không có thoải mái như bất động sản, mua để đó chả sợ mất. Còn chứng khoán phải nghiên cứu. Mà ở đó em vừa đi làm, một ngày làm 8 tiếng mà vô cứ ngồi coi chứng khoán thì em thấy không ổn rồi. Và sau khoảng 2-3 năm em theo chứng khoán thì em bỏ luôn. Bây giờ có bạn nào mà nói là mình đang là dân đầu tư chứng khoán chắc ăn đây, bạn muốn mình đầu tư thì bạn cứ bỏ tiền vào tài khoản của bạn đây, mình sẽ đầu tư cho bạn. Và bạn chia cho mình một ít hoa hồng, thì chắc cái cách đó thì em sẽ theo một ít. Để giống như là mình một rổ có nhiều trứng thì em sẽ theo một ít thôi. Chứ còn giờ mà kêu em đi học cái mới thì về độ rủi ro cao thì thôi em không học. Hoặc là nói không học thì cũng không phải, nhưng mà rất có thể là thời gian này mình chưa có độ ưu tiên. Tại thời gian này đang ưu tiên thêm cho cái mảng nuôi YouTube đã. Các anh chị thông cảm, nuôi YouTube và vẫn cân bằng với sức khỏe, với hạnh phúc gia đình và con cái của chúng ta đã. Con cái chúng ta học giỏi thành công,
chăm ngoan khôn lớn thì chúng ta cũng hạnh phúc. Dạ. Vậy chia sẻ của em đến đây là cũng khá là nhiều rồi. Chủ đề hôm nay chủ yếu là em muốn nói tới đó là chúng ta làm gì thì làm, hãy luôn nhớ tới sức khỏe của chính bản thân mình và hạnh phúc gia đình của mình, con cái của mình. Và ngoài ra nếu mà chúng ta có một cái kế hoạch cho tự do tài chính thì để hướng tới những cái khoản thu nhập thụ động á, thì em chỉ mới biết đến là bất động sản và xây nhà trọ cho thuê thôi. Còn các anh chị mà có kiến thức nào tốt hơn hãy vui lòng gieo hạt cho em. Em rất cảm ơn. Em rất cảm ơn. Dạ. Và em xin chào tạm biệt tất cả các anh chị. Hẹn gặp các anh chị ở video sau. Em chúc các anh chị luôn thành công trên mọi con đường mà các anh chị đang chọn. Tạm biệt.